Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị, và hôm nay một lần nữa chúng tôi có dịp đón người anh của chúng tôi là Đỗ Minh Hưng đến đây để thưa chuyện quý vị về một đề tài tháng 3 thay người giữa dòng. Chúng ta đã khởi ngày hôm nay là ngày 31 tháng 3, ngày cuối cùng của tháng 3, thưa quý vị. Nhìn lại tháng 3 thì anh ta có chọn cái đề tài để nói chuyện với tất cả quý vị, đó là tháng 3 thay người giữa dòng. Trước hết xin chào anh Hưng và xin mời anh ra đây chào quý vị. Hôm nay ODGA xin được gửi tới đây quý khán thính giả lời chào thân kính, và riêng với các quý thân hữu thì xin gửi lời chào tái ngộ sau 3 tháng ngủ đông. Dạ. Cái anh tự dưng hôm nay tôi chào anh Tinh Hưng mà anh chào anh là ODGA. Dạ, nhưng mà cái pháp danh anh người ta gọi anh là sói trắng, đâu phải gọi ODGA. Như vậy anh là cái gì? ODGA hay sói trắng? Dạ, ODGA nhưng mà gia nhập cái đơn vị sói trắng. Dạ, sói trắng. Nhưng mà tại sao là ODGA và tại sao sói trắng thì anh? ODGA là cái biệt danh để tôi nhớ là cái thời gian mà vượt biển đó anh. Thì người ta đi bằng ghe, thì để có cái thành phần là ODP, là đi theo cái chương trình ODP. Còn mình đi vượt biển bằng ghe thì mình là ODGA. Như vậy thì ODGA nhiều người lắm vậy, cả vài trăm ngàn người ODGA, trong đó có Nam phải không? Cho nên mình là dân ODGA. Nhưng mà tại sao sói trắng thế? Sói trắng đó là như thế này, kính thưa quý vị đó. Sói trắng là một cái biệt danh của một cái đơn vị mà ai cũng có thể gia nhập được nếu mà hội đủ hai cái điều kiện. Và thì hồi xưa đó mình nghe tới cái tiểu đoàn 3 sói biển là dữ dằn lắm, nhưng mà sói trắng thì nó khác. Mà muốn gia nhập cái tiểu đoàn sói trắng này nó phải có hai cái điều kiện. Cái điều kiện thứ nhất á, cái đầu nó, tóc nó phải bạc trắng. Cái thứ nhì, điều kiện thứ nhì á, nếu mà không bạc trắng thì nó cũng thưa, nó lõm nổm chút xíu, nó sói chút xíu. Thì muốn gia nhập cái tiểu đoàn sói trắng này á, thì phải là đầu hơi sói, hoặc là xưa nhiều cũng được, hoặc là trắng tóc hết. Thì cái mùa đông năm nay đó, nhà kính thưa quý vị, như là buổi chiều tôi hay đi bộ, đi ngoài đường này kia cái nọ để tập dược cho nó khỏe đó, thì mùa đông nay nó lạnh mà tuổi mình nó càng ngày nó càng cao, thì làm sao mà chịu nổi được cái xương lạnh chiều đông đó anh. Do đó là phải có cái nón đội lên đầu, và nón đội lên đầu đó là coi như gia nhập tiểu đoàn sói trắng. Nhưng anh Nam chưa đủ điều kiện. Như vậy là ODGA Nam chưa đủ điều kiện để gia nhập sư đoàn sói trắng. Ok, thưa quý vị và thưa anh, không biết là tại sao anh chọn cái tựa đề của bài nói chuyện ngày hôm nay là tháng 3 thay người giữa dòng. Ta có nhiều cái cuốn lắm, ví dụ trong dân gian có câu là tháng 3 bà già đi biển. Hay là có cái cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng tháng 3 gậy súng của Cao Xuân Huy, phải không anh? Dạ, của ông coi ông Trung Quý Cao Xuân Huy bên Thiếu Ngư Lục Kiến. Ok, nhưng mà tại sao là anh mà không phải là tháng 3 bà già đi biển, không phải là tháng 3 gậy súng, mà là tháng 3 thay người giữa dòng thế anh? Dạ, vì thế này nè, trong cái tháng 3 năm nay đó, thì thường thường mình nói là cái tháng 3 như anh Nam vừa nói đó, đối với Việt Nam đó, tháng 3 là đi vào cái mùa khô. Thì ở Việt Nam mình, nhất là ở miền Đông, cái chiến trường miền Nam đó, thì từ tháng 12 cho tới cuối tháng 5 là chiến trường mùa khô. Do đó những trận đánh lớn nó xảy ra trong cái thời gian đó. Còn cái tới mùa mưa đó, từ tháng 6 tới 12 là vấn đề mà đường đất rồi sạt lở, rồi vấn đề là lũ lụt này kia đó, vấn đề tiếp vận vận chuyển này kia rất là khó khăn. Do nên những trận đánh lớn nó xảy vào cái nghĩa là cái mùa khô. Và tháng 3 đó thì như anh Nam vừa nói là tháng 3 gãy súng đó, cũng là một cái trận chiến hay là một cái biến cố chính trị lớn vào mùa khô. Thì nó có cái điều lạ lùng đó, khi mà trời đất cho vào cái mùa khô ấm áp, thời tiết mùa xuân này kia cái nọ đó, thì mọi người đều là đáng lẽ là vui vẻ an hòa với nhau, thì đó là cái thời gian mà là súng đạn nổ rên hết, thời gian được dữ dằn nhất. Và ngay tại nước Mỹ này, trong cái tháng 3 vừa qua ra, thấy nó quá nhiều biến cố xảy ra trên thế giới. Và riêng nước Mỹ này thì chúng ta nhận thấy là có 5 vị gọi là high ranking official, tức là viên chức cao cấp, đã phải rời khỏi cái chức vụ. Ngày hôm nay bà Hope Hicks chính thức ra đi ngày hôm nay. Nhưng mà bà Hope Hicks thì tôi kể là coi như là tháng 2. Tại bà announcement là coi như bà rời chức vụ là hôm 28 tháng 2. Nhưng mà hôm nay là bây giờ coi như là bàn giao. Không anh? Thì 5 nhân vật đó thì anh Nam cũng rõ rồi. 5 nhân vật là coi như là rời khỏi chức vụ trong cái tháng 3 này là 5 nhân vật chốt bu trong cái hệ thống hành chính chính trị, là coi như là để mà điều khiển nước Mỹ.
Như vậy là có người gọi là năm vì sao băng vào tháng 3 thôi. Dạ, và năm vì sao băng. Và nói một cách khác nữa. Có thể nói cụ thể những nhân vật nào cho quý vị có thể theo dõi? Cái năm vì đó, tại vì tôi nghĩ là quý vị đã theo dõi, đã biết hết rồi đó. Thì năm vì sao băng đó, Mỹ nó gọi là Five Shooting Star. Và sao băng đó cũng là năm vị đã bị không phải là tháng 3 gãy súng mà tháng 3 gãy ghế rồi. Năm vị đó thì người đầu tiên và nổi tiếng nhất và được người ta chú ý nhiều nhất là ông tướng McMaster. Ông phải rời khỏi chức vụ là cố vấn về an ninh quốc gia. Cái người thứ hai là ông Rex Tillerson là phải rời khỏi chức vụ là bộ trưởng bộ ngoại giao. Người thứ ba là ông John Conn, Gary Conn, là cái ông này là cố vấn cao cấp nhất của ông tổng thống về vấn đề về kinh tế. Ông đó cũng đã rời khỏi chức vụ đó. Người thứ tư đó là cái ông về Veteran Affairs, tức là bộ cựu chiến binh đó, ông này cũng đã được mời đi ra. Và ông tên là McEntee. Còn ông thứ năm là cố vấn Assistant, là coi như là phụ tá của ông tổng thống, tức là năm vì sao băng lớn đó là năm ông đó. Cái điều đặc biệt là trong năm người đó đó, ba người á là nằm trong cái hội đồng an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, là ông Master, ông Tillerson và ông Gary Conn. Ba người ông đó nằm trong cái hội đồng an ninh quốc gia. Thì anh thấy là ba người đi ra trong cái lúc dầu sôi mà lửa bỏng như vậy đó, thì cả một cái vấn đề nhức nhối lắm. Mà trong năm người đi ra đó, hai ông là cái nhân vật gọi là lẫy lực trên thế giới đó. Ông Tillerson là CEO của Exxon, phải không anh? Đâu phải là tay vừa đâu. Ông ấy là ăn uống tiệc tùng hay là đàm phán nói chuyện là cỡ là bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ kinh tế này của nước này nước kia, hay là quốc vương Ả Rập này kia, cho nên ông nói chuyện ngang cơ. Ông là CEO của Exxon. Còn có ông thứ hai mà ông Gary Conn thì cũng là CEO của cái Goldman Sachs, một công ty tài phiệt lừng danh trên cả thế giới. Hai tay sừng sỏ cứng đầu, hai tay dữ dội lắm. Và anh thấy là hai ông đó. Còn cái ông thứ ba mà ra đi đó là ông Master, đó là coi như một công vị tướng mà người ta nói là đó là cái Satan của quân đội Hoa Kỳ. Mà ông Master này á, là cái người dám ăn dám nói. Ông viết cái cuốn sách là tôi quên mất cái tên, là đại khái như là về chiến tranh Việt Nam đó. Ông quy tội là tất cả những cái viên chức về quân đội Mỹ đã không làm được tròn nhiệm vụ là báo cáo thẳng lên tòa Bạch Ốc về những cái thực tế tại chiến trường. Tại vì mấy ông tướng đó hay là ông sĩ quan cao cấp đó không có đủ can đảm, và ông này là người đủ can đảm dám nói với ông tổng thống. Do đó, nếu mà nói đến cái nhân vật mình ra đi thì ta hay coi cái nhân vật sẽ đến là ai, bởi vì khi mà coi như vậy đó, người ta biết là cái hướng đi của nước Mỹ, cái điều chỉnh về tổng thống, hướng đi của tổng thống, cái viễn kiến tổng thống trong sự thay đổi người thì đó là thay đổi định hướng, thay đổi đường hướng. Thì cái nhân vật mà ba cái nhân vật được xem là có vẻ hòa hoãn, hòa giải. Là cái nhân vật mà Rex Tillerson cũng theo cái đứa hòa giải. Nhân vật mà McMaster cũng hòa giải. Và cái nhân vật mà ông cố vấn về Gary Conn, ông Conn cũng thuộc là nhân vật mà hòa giải, không muốn cuộc chiến tranh thương mại xảy ra. Thì mà đưa vào nhân vật Bolton vào thì John Bolton làm con diều hầu thứ thiệt. Đúng vậy. Thì ông John Bolton có thể nói ông là ai và cái sự thay đổi này cái ảnh hưởng gì về nước Mỹ trong những ngày sắp tới thưa anh? Vâng, trong cái ba cái chức vụ mà ra đi đó và có người thay thế đó thì hai ông thay thế mà được mang tiếng là diều hầu. Cả là diều hầu dân sự chứ không phải diều hầu quân sự anh. Nói diều hâu người ta nghĩ là thường thường mấy ông Hawkins, mấy ông diều hâu là phải là quân đội, nhưng mà thực sự đây là ông diều hâu quân dân sự. Mấy ông diều hâu dân sự này nhiều khi còn sắc máu hơn là mấy cái ông quân sự nữa. Thì trong hai cái ông mà đi vào thay thế đó, cái ông Conn, cái ông thay thế trong cái vai trò mà cố vấn về an ninh quốc gia, ông Bolton đó là một cái ông thực sự mà nói đó, thì đây là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp đó. Đã từng làm như là đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, đã từng làm phụ tá cho Ngoại trưởng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Thì ông này ông có một cái sắc diện là coi như là, nếu mà anh nhìn thấy hình là thấy là cái gần như là một cái ông già khó tánh, một ông thanh tra của một trường tiểu học, hay là một cái ông coi như là supervisor của một cái gì đó, giống như cái hàng riêng mép rất là đầy đặn, mặt luôn luôn nhăn nhó. Đó. Nhưng ông này là thật sự là ông diều hâu, ông rất là diều hâu. Tại vì ông chủ trương đối với Iraq đánh thẳng tay,
đối với Iran đánh liền, preemptive, đánh dằn mặt, đánh không có nói cái gì hết. Đối với Bắc Triều Tiên cũng vậy đó, là Bắc Triều Tiên như vậy là không còn đợi chờ gì nữa, đập liền là tại chỗ. Thì ông nổi tiếng là một cái người là người ta gọi là hawkish, là hardliner, hay là warmonger, là người đi khuyến khích chiến tranh, đi gây chiến khắp nơi đó. Nhưng mà khi mà đưa cái ông này vô cái vai trò là cố vấn an ninh quốc gia thì cái chuyện đầu tiên là anh em bình bàn với nhau thế là thế này nè. Vai trò an ninh quốc, cố vấn về an ninh quốc gia sẽ phải làm cái gì? Phải không anh? Ông cố vấn an ninh quốc gia làm cái gì trong cái vai trò mới và cũng như là trong cái định chế của Hoa Kỳ đó? Thì cố vấn an ninh quốc gia là một cái người do ông tổng thống chọn, ông toàn quyền ông chọn và không cần phải qua quốc hội approve, không cần phải qua là sự quốc hội là chấp thuận. Đây là cái người riêng của ông cố vấn, gọi là cố vấn cho ông tổng thống. Nhưng mà ông cố vấn an ninh quốc gia này á lại là đứng đầu một cái nó gọi là NSC, là National Security Council, tức là Ủy ban an ninh quốc gia. Trong cái hội đồng an ninh quốc gia hay là Ủy ban an ninh quốc gia gì cũng được đó. Trong cái hội đồng an ninh quốc gia này thì ông cố vấn an ninh quốc gia là người đứng đầu. Ông có cái nhiệm vụ ghi trên giấy trắng mực đen là phải phụ tá giúp đỡ, assist, tức là giúp đỡ và advise và cố vấn ông tổng thống trên hai vấn đề chính. Thứ nhất là vấn đề ngoại giao, đường lối ngoại giao đối ngoại. Vấn đề thứ nhì là ông phải cố vấn ông tổng thống và giúp đỡ ông tổng thống trong vấn đề an ninh quốc gia. Thì trong cái vấn đề mà vai trò về cố vấn an ninh quốc gia như vậy nó rất là quan trọng, nó rất là quan trọng. Tại vì nó đòi hỏi một cái người phải có một cái tầm nhìn, một cái vision, một cái viễn kiến toàn bộ, nhìn cả thế giới. Phải hiểu biết về lịch sử, về kinh tế, về chính trị, về địa lý chính trị, về văn hóa, đủ thứ hết mới giúp một tổng thống một có cái nhìn, tức là toàn diện để mà có những cái quyết định của ông tổng thống Hoa Kỳ. Mà quyết định của ông tổng thống Hoa Kỳ là cái quyết định nó có ảnh hưởng tất cả mọi nơi, tất cả trên cái thế giới. Và anh nè, thì trong cái vai trò an ninh quốc gia này hồi xưa tới bây giờ đó, cái vai trò an ninh quốc gia này được thành lập từ cái thời ông tổng thống Eisenhower cho tới bây giờ đó, thì nó trải qua đời rất là nhiều cái cố vấn an ninh quốc gia. Trong đó cái vị cố vấn an ninh quốc gia rất là nổi tiếng, anh Nam nhớ là ông Kissinger. Ông Kissinger nổi tiếng cho tới cái thời ông Nixon đó, là người ta nói ông Kissinger không phải là cố vấn an ninh quốc gia mà là co-president, đồng tổng thống, coi như đồng tổng thống với lại ông Nixon. Ông không phải là ông cố vấn mà ông lèo lái, ông xếp đặt, ông dẫn dắt, ông làm mọi chuyện hết tất cả. Nó ảnh hưởng tới cả thế giới, thành cái vai trò của ông cố vấn an ninh quốc gia nó quan trọng như vậy. Thì đối với cái trở lại cái ông Bolton mình á, thì thật sự đối với cái kinh nghiệm và cái kiến thức á thì có lẽ là cũng còn thua xa ông Kissinger, phải không anh Nam? Như vậy anh Nam nhớ lại là trong cái mấy cái thời tổng thống sau này đó, những vị cố vấn an ninh quốc gia anh nhớ là những cái vị nào không? Gần đây nhất là bà Rice. Bà Rice, dạ đúng rồi. Bà Rice là bà Condoleezza Rice, thì bà đóng ngoài cái vấn đề là cố vấn an ninh quốc gia đó, thì bà còn một cái vai trò nữa là một partner của ông tổng thống, một người bạn của ông tổng thống, mà một mentor, là một cái người coi như theo dõi về tinh thần, giúp đỡ thì kia, hướng dẫn ông tổng thống, mà gần như là theo người Việt Nam nói là quân sư, là thầy của ông vua. Quân là vua, không anh? Sư là thầy, quân sư là thầy của ông vua. Ông bà sẽ tác động mạnh, rất là mạnh tới những cái quyết định của ông tổng thống. Đó là bà Condoleezza Rice. Susan Rice là bà coi như là cố vấn an ninh quốc gia của ông tổng thống Obama. Và bà Susan Rice cũng là cái người tác nhân của chính sách Hoa Kỳ đối với China, chứ không phải là cố vấn thường. Bà gần như bà lèo lái, bà hướng dẫn về cái chính sách của Mỹ đối với China. Đó là một cái bà cố vấn an ninh quốc gia là có uy quyền, có tầm cỡ ghê lắm. Một cái người cố vấn an ninh quốc gia nữa đó là thay ngoài cái ông Henry Kissinger, Condoleezza Rice và Susan Rice nữa, thì những vị cố vấn an ninh quốc gia khác đó cũng đóng vai trò rất là mạnh, rất là tích cực trong cái đường lối ngoại giao của vấn đề an ninh của Hoa Kỳ. Và thì cái thưa anh, như vậy thì người ta đoán phần nào đó cái chính sách đối ngoại, chính sách kinh tế của Mỹ nó có thể trở thành nhiều hậu hơn trong giai đoạn sắp tới, bởi vì năm thứ nhất của tổng thống Trump tương đối là hòa hoãn, nhưng mà năm thứ hai có vẻ từ thay người
cho nên có thể sẽ thay đổi chính sách và có thể dẫn đến một cái năm diều hâu hơn trong phần còn lại của nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Thì cái việc thay đổi này nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề các cái cuộc mà đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Bắc Hàn hay là những cái quan hệ khác không thưa anh? Cái vấn đề này thì thật sự mình cũng phải đợi cái thời gian, phải không anh? Để coi cái diễn tiến nó sắp tới như thế nào và để coi cái ông Bolton này, ông thí thố cái tài năng ông ra sao. Nhưng mà theo cái tầm nhìn cũng như một cái nhận định tạm gọi là rất là cá nhân, rất là chủ quan, rất là thấp kém, thì tôi nghĩ ông John Bolton không làm được tác động gì nhiều trong cái đường lối đó. Tại sao? Tại vì ngay từ điểm thứ nhất đó, ông Trump này cái cá tính ông rất mạnh, ông không nghe lời ai hết đó. Ngay hai cái vị vừa mới đi ra đó, thì ông Gary Cohn đó, vừa là ông cố vấn tối cao về kinh tế tài chính đó, ông nói tôi đi ra tại vì ông Trump không bao giờ ông chấp nhận ý kiến người khác. Ông rất là coi như là gần như là ông Trump này ông cứng đầu đó, là cái điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là đối với cái ông Master đó, là ông Trump này có cái thái độ gần như rất là nể vì cái giới quân nhân. Nhờ đối với ông Master, ông Trump này cũng không đồng ý đó, cũng có cãi qua cãi lại. Và đối với ông Rex Tillerson cũng vậy nữa, đến cái nỗi mà cái ông Bộ trưởng Ngoại giao mà có cái dáng dấp rất là nhân hậu, rất là hiền hòa, phải không? Ông Tillerson ăn nói rất là nhỏ nhẹ, rất là ngoại giao, mà đã từng đã phê phán ông Tillerson, nói ông Trump này là he is a moron, thằng, xin lỗi, cái thằng stupid, thằng ngu. Hai người đi ra là họ phê bình như vậy, tại ông này cái là ông cãi, ông Trump vẫn bao giờ cũng vẫn là Trump thôi, không nghe ai đó, ông chỉ nghe lời hai người. Anh Nam đoán là ai không? Không. Thứ nhất con dâu và con rể và con gái. 50% đúng, cái người ông sợ nhất á, Melanie. Và cái vụ mà cái bà mà đào chiếu bóng Stormy Daniel đó mà sùng sề cái chuyện mà chán cơm thèm phở thì cái ăn bánh trả tiền là cái chuyện 10 năm về trước. Chuyện nó không có cái gì đó. Nhưng mà khi mà bên đối phương nó khui cái vụ ra để đánh Rose, đánh ngang ông Trùm này á, thì mấy cái bà già mà cử tri miền Tây á, nhăn mặt nhíu mày mà khó chịu về cái chuyện này lắm, dù là cái chuyện nó cũ nó xưa rồi. Thì anh Nam có nhận thấy rằng là sau này những cái hình ảnh chụp bà Melody nó khác như hồi trước. Hồi năm ngoái thì bà có cái vẻ đẹp liêu trai và nó hơi hiền hiền, nhưng mà sau này thì bà có vẻ cái nét mặt nó rất là đanh lại, nó dữ lắm. Mà cái người thứ hai đó là anh Nam nói rất là đúng, là ông Jared Kushner. Ông Trump này ông từng nói đó, Jared đó, cái chuyện gì mà không giải quyết được đưa cho Jared. Jared đây là Kissinger thứ hai như vậy đó, tức là coi Jared là gần như là thần tượng hay là một cái người để mà ông ấy là đưa một cái vai trò là đặc sứ toàn quyền đi giải quyết vấn đề China, đi giải quyết vấn đề Middle East ở Trung Đông, Jared đi. Thành ra cái ông cố vấn an ninh quốc gia này á, theo tôi nghĩ đó thôi, cũng chỉ là cái bóng mờ thôi. Tầm cỡ như ông Master đó còn không, nghe là không làm việc nổi với ông này, thì ông Bolton, tôi nghĩ là ông John Bolton thì không đi tới đâu đâu. Anh chưa trả lời câu hỏi là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với các cái cuộc hội đàm sắp tới hay là các cái sự gặp gỡ sắp tới của ông Trump và các cái quốc gia, ví dụ như cuộc gặp gỡ Bắc Hàn vào tháng 5 như thế nào anh? Trong cái giai đoạn này đang thay ngựa giữa dòng như vậy thì trong cái tháng 3 đó quá nhiều cái biến cố xảy ra, phải không anh? Và trong cái những biến cố xảy ra đó là những cố vô cùng bất ngờ, có thể là ngoài sức cái tưởng tượng mà nó dồn dập như vậy đó, trong nội địa, trong cái vấn đề mà nội cung của tòa Bạch Ốc chưa có giải quyết xong hết, chưa có sắp xếp nhân sự, chưa có bàn giao thì kia cho nó hoàn toàn, hay là chưa có quen việc gì hết đó, thì những cái biến cố nó dồn dập quá. Bắt đầu từ ngày 8 tây tháng 3, khi mà Kim Jong Un đột nhiên đưa ra cái đề nghị là sẽ nói chuyện với lại Hoa Kỳ, nói chuyện với ông Trump vào đâu đó là vào tháng 5. Đó là một cái vấn đề là coi như một cái ông đi một cái nước cờ là rất táo bạo mà rất ngạc nhiên. Đó là ngạc nhiên thứ nhất. Ngạc nhiên thứ nhì á, là ông Trung bắt ngay cái đó. Ok, được accept. Thì giống như trong cái giới địa ốc của bà con mình biết á, anh đưa cái offer tôi sai liền, accept cái offer liền.
no contingency, không có đặt điều kiện, phải khám nhà, phải loan approval, phải này thì kia đó, đưa for accepting. Tại sao như vậy? Đó là cái bất ngờ. Nhưng mà cái bất ngờ đó mình sẽ giải thích sau nếu mà có thời giờ. Cái bất ngờ thứ ba nữa, đùng phát nữa, lại có một cái gọi là cái hội nghị thượng đỉnh, dự trù cái hội nghị thượng đỉnh giữa Nam Hàn và Bắc Hàn tại bàn Muôn Điếm vào ngày tháng 4, và cái hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và lại Bắc Hàn vào tháng 5, thì đùng ra có một cái hội nghị thượng đỉnh chui mới vừa xảy ra vào ngày 25 tháng 3 giữa Trung Cộng và Bắc Hàn. Tôi gọi là hội nghị thượng đỉnh chui đó, tại vì cái chuyến tàu hoàng hôn đó nó xảy ra vào lúc khoảng sầm sẩm tối ngày Chủ nhật. Chuyến tàu đó là nó, như anh Nam đã nói rồi, đó là những cái toa xe lửa đặc biệt của dòng họ Kim. Trên cái toa xe lửa đó màu xanh đậm, nó có một cái vạch đỏ gì đó. Thì Bắc Hàn họ có khoảng 90 chiếc như vậy, 90 cái toa như vậy đó. Tại vì khi mà một chuyến này đi, cái chuyến mà du hành đó đặc biệt như vậy vượt 840 cây số thì mất khoảng 12 tiếng. Mà loại xe lửa này không phải là loại tốc hành hoặc là mới mà chạy 100 mấy chục cây số bây giờ, cái loại này khoảng 60 cây số giờ thôi, mà lại bọc sắt nữa, cái sức nặng nó chạy nghĩa là khá chậm, tức là phải đi từ lúc sẩm tối, cái chuyến tàu hoàng hôn này á, vào lúc sẩm tối nó sẽ vượt qua 840 cây số và đến nhà khách Bắc Kinh vào lúc khoảng 9 giờ sáng ngày hôm sau. Thì không ai biết được cái chuyện gì đó. Thì như anh Nam nói đó, cái tờ báo Bloomberg phải không anh, là phát hiện hết cái đó, tình báo kỹ thuật họ thấy, họ biết, họ nhìn thấy là cái đó, họ chụp được đó, họ nhìn thấy hết, nhưng mà không biết cái ai ngồi trong cái toa tàu đó, không biết có phải là ông In không, có phải là người em gái, cái đặc sứ đặc biệt đó, nếu ông Trump hay dùng Jared Kushner, thì Kim Jong Un thì là hay dùng đứa Kim Jo Jung, Kim Jo Jung, phải không, cái cô đó đó, thì không biết có ai ở trên đó đó, nhưng mà nó không phải đi, nó không phải đi một toán, nó xuất phát nhiều nơi, đánh lạc hướng đó anh em. Đánh lạc hướng. Và cái chuyến đầu vừa đi ra thì 2 tiếng đồng hồ sau có cái chuyến khác nó đi nữa. Thì cái ông In này ông ngồi chuyến nào không ai biết. Trong khi đó có những cái xuất phát từ mấy cái địa điểm khác cũng có những cái chuyến tàu đó. Do đó nó có 90 cái toa tàu là như vậy đó. Thì cần cho nó phun ra, bung ra ngay là khắp nơi đó, đánh lạc hướng hết đó. Nhưng mà cái tình báo kỹ thuật biết là có một cái chuyến tàu nó vượt cái sông Gia Lưu, sông áp lực hướng về Bắc Kinh, và họ đã chụp hình, anh coi báo anh thấy không, nó chụp hình được trên cái toa tàu đó, nó chụp hình được ngay cái nhà khách đó, là có cảnh sát công an gì đó đang bao quanh này kia cái đó, nó biết nhưng mà không biết rõ là ai đó. Thì cái đó là cái biến cố thứ ba. Còn cái biến cố thứ tư nó xảy ra trong cái tháng 3 này á, là ông Putin ổng đột nhiên ổng xuất hiện. Khi mà Putin xuất hiện đó thì ổng nói rằng là ổng có một cái loại vũ khí mới, tức là supersonic ICBM, hỏa tiễn liên lục địa siêu âm, siêu thanh, tức là vượt qua khỏi cái bức tường âm thanh, tức là nó đi nhanh tới không ai mà bắn được hết á. Thì lúc đó ký giả quốc tế đó mới hỏi, ông nói như vậy đó thì người ta đặt cái nghi vấn là ông có không, hay là ông chỉ chơi cái đoạn hù dọa này kia, chiến tranh tâm lý này đó. Thì ông Putin, ông trả lời như thế này á, cái vấn đề có hay không đó, quý vị về hỏi tình báo quý vị, tình báo Do Thái, tình báo Mỹ, tình báo M5, M15 gì đó của Anh Lê đó, tất cả tình báo quý vị đó, quý vị hỏi thì quý vị biết là sẽ, chúng tôi có cái loại vũ khí mà cái tên nó là Satan 2, là quỷ Satan thứ 2 đó. Đó. Ông trả lời một cách là rất là gọi là coi như là độc địa như vậy đó. Thì Putin lại nói thêm như thế này nè, nói là 4 năm về trước đó quý vị là trừng phạt về kinh tế chúng tôi. Chúng tôi nói là quý vị mà làm như vậy thì bắt buộc nước Nga sẽ phải có phản ứng, nước Nga sẽ phải làm một cái gì đó, chứ không thể để ngồi yên mà chết. Thì bây giờ cái thằng Satan 2 đó, cái vũ khí mà là siêu âm, siêu thanh của chúng tôi đó, đó là cái quý vị nói, anh muốn làm gì thì làm. Đó, thì chúng tôi làm được cái đó, you enjoy it, hãy hưởng nó đi. Đó là cái biến cố thứ ba. Cái biến cố thứ tư nó xảy ra trong cái tháng 3 này cũng khá là quan trọng, là tự nhiên cái ban giao, cái mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Cộng nó đâm ra, nó xảy ra những cái chuyện rất là nặng nề.
anh Nam nhớ lại những cái chuyện đó. Cái chuyện thứ nhất là cái vấn đề mà cái tariff đó anh Nam, 25% thuế này kia, cái đó là cái chuyện thứ nhất. Nhưng mà nó cũng chưa có quan trọng bằng cái cách đó là ông Trùm đó, vừa ký trở thành luật, tức là một cái dự luật của bên quốc hội, bên lập pháp đó, sau khi được biết biểu quyết đó, thì trở thành một cái đạo luật. Còn một sắc luật của bên hành chánh đó, bên chính phủ mà đưa lên cho quốc hội biểu quyết và quốc hội ok đó, thì nó trở thành là một sắc luật chứ không phải là một đạo luật. Và ông này đã ông ký trở thành coi như là bắt đầu thi hành. Cái đó gọi là Taiwan Travel Act. Trong cái đạo luật đó là cho phép khuyến khích những cái viên chức cao cấp của Hoa Kỳ được đi vào Đài Loan bất cứ lúc nào, và đồng thời là tạo những cái điều kiện tốt đẹp dễ dàng cho bên Đài Loan đi qua bên này. Trung Cộng nhảy nhổm lên vì cái Travel Agent Act, ok, tại vì đây là cái vấn đề nó vi phạm tới cái One China Policy, tức là cái chính sách chỉ có một nước nước Tàu thôi. Cái đó chưa đủ nữa, bây giờ cái Bộ Tài chánh lại đang nghiên cứu lên thêm một cái danh sách của những cái lĩnh vực mà China không được quyền invest, trong nhất là trong vấn đề nó gọi là wireless communication, như vậy thông tin mà không dây cái đó. Thì như vậy là không phải là cái chuyện là cái tariff thuế 25%, mà đây là cái chuyện là chiến tranh trade war đã xảy ra rồi, nó căng thẳng như vậy rồi. Hiện tại bây giờ nhiều người hỏi rằng trong cái tình hình này chiến tranh có thể xảy ra hay không, thì theo cái thiện ý mà thu thiển của tôi nghĩ rằng đang xảy ra cái cyber warfare, phải không anh? Đang xảy ra cái chiến tranh nạn mạng, đang xảy ra, đang bắt đầu cái trade war, để chiến tranh về kinh tế, và đang xảy ra vấn đề mà chiến tranh về ngoại giao. Cái chiến tranh ngoại giao là cái gì? Anh nhớ trục xuất gần 140 nhân viên của Bộ Ngoại giao của Nga trên 24 quốc gia trên thế giới. Trong đó Hoa Kỳ trục xuất luôn 60 nhân viên ngoại giao, trong đó mười mấy người, 14 người gì đó được chỉ vào mặt nói là you are spy, anh là gián điệp, trục xuất thẳng ra như vậy. Cái chiến tranh nó đang xảy ra như vậy, nó nặng nề như vậy đó. Thì trong cái tình hình, trong cái bối cảnh như vậy đó, anh thấy là quả thật là chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn là cực kỳ là... Tình hình thế giới sẽ như thế nào anh? À, cái vấn đề đó khó nói quá. Vấn đề khó nói lắm mà cũng hơi... là vượt qua cái tầm nhìn của tôi. Nhưng mà các bạn, anh cho nó sự căng thẳng nhiều hơn. Dạ, theo tôi nghĩ đó thì giữ nhiều lành ít rồi đó. Càng ngày càng giữ nhiều. Dạ, càng nhiều đó. Nó biến chuyển rất là lạ. Một năm trước đó, Mỹ với lại Trung Cộng là coi như partner với nhau. Trung Cộng có đồng ý là coi như có biện pháp chế tài cái anh Bắc Hàn. Bây giờ năm nay trở là coi như là chỉ mặt với nhau và bắt đầu là đấm đá nhau tùm lum la la rồi. Cái liên hệ giữa Mỹ với lại Nga hồi năm ngoái vẫn còn coi như nó ok, mà êm dịu. Ông Trùm mình đó vẫn còn là nói là ông Putin thế này thế nào là tốt. Bây giờ là trục xuất luôn 60 con. Căng thẳng như vậy. Thưa quý vị, về thưa anh Hưng là hồi nãy giờ quý vị vừa nghe anh Hưng điểm qua tháng 3 thay người giữa dòng. Nói một vòng về Hoa Kỳ. Chính sự Hoa Kỳ, nói một vòng quan hệ Hoa Kỳ với các nước. Nhưng mà tháng 3 với Việt Nam thì có gì, theo anh có gì đáng nhớ không anh? Tháng 3 nhìn về quê hương á, tôi xin có ý kiến là đây là tháng 3 chiều mưa biên giới. Anh đi về đâu? Anh đi về đâu? Chiều mưa biên giới là chúng ta để tưởng niệm lại cố nhạc sĩ đại tá Nguyễn Văn Đông. Không phải chỉ riêng ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông là sĩ quan cao cấp để mà sáng tác nhạc, nó có những người khác với ông Anh Việt. Ông Anh Việt bên, hình như tôi nhớ là bên quân cụ đó, ông Trần Văn Trọng đó, cũng là tác giả của cái nhạc phẩm rất là nổi tiếng là Bến Cũ. Như ông tác giả của Chiều Mưa Biên Giới ra đi như vậy đó, nó có cái điều đặc biệt như thế này nè. Ông ấy ra đi trong cái lúc mà cái dòng nhạc bolero của miền Nam đang tràn ngập hết cả, từ Cao Bằng, Lạng Sơn cho tới Minh Hải, Cà Mau, ông cũng nghe cái nhạc bolero, nhạc của Việt Nam Cộng Hòa. Cái loại nhạc mà cái thời sau năm 75 anh hát là anh chết. Nhạc Ngụy, nhạc phản chiến, này nhạc vàng. Nhạc vàng, đủ thứ hết đó. Thì ông nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, ông ra đi có một cái điều đặc biệt đó. Thì cái đám tang ông đưa ra thì có nhiều người đàn ông trung niên đứng giơ tay chào.
chào cái chào như là chào thượng cấp như vậy đó. Đó là một cái vinh dự vô cùng to lớn như tại sao như vậy đó. Tại vì ông này ông để lại một cái nhạc phẩm tôi gọi là Chiều Mưa Biên Giới đó, là cái nhạc phẩm có thể là không nhớ lắm nhưng mà khoảng từ năm 60, năm 960 gì đó, trong lúc đó chiến tranh nó chưa có lan rộng đó, thì có những cái câu, những cái trong cái đó, có đó là trong như trong cái, những cái, những cái lời thơ đó, ý thơ đó tràn ngập trong nghe nó rất là dừa dặt, rất là sâu sắc. Nhưng mà khi mà có cái đám tang nó xảy ra thì tôi có một thân hữu là pháo binh của Mũ Xanh Thiếu Quân Lục Chiến bên Rose Island đó, gọi qua hỏi anh Hưng, theo anh thì trong cái nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới anh thích cái đoạn nào nhất, cái câu nào nhất? Thì tôi lại hỏi lại cái anh bạn đó, tôi nói anh thích câu nào nhất, thì anh thích cái câu là là Chiều Mưa Biên Giới anh đi về đâu đó, là coi như là cái câu đó nó tình cảm thôi. Nhưng mà cái câu mà quan trọng chứ, nó gần như là một câu mà nó gần như là cái triết lý cuộc đời ấy, là lòng trần còn mơ vương khanh tướng, tức là anh còn mơ tới cái chuyện mà công hầu khanh tướng ấy, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Đó, anh thích câu đó. Tôi nói là đúng là cái câu đó tôi thích, và cái câu đó đã được một người nhạc sĩ, một người ca sĩ rất là nổi tiếng là Đàm Vĩnh Hưng hát lên cái bài Chiều Mưa Biên Giới đó trong cái cuộn băng nhạc mà quý vị có thể mở ra coi, đó là Sài Gòn Bolero. Đàm Vĩnh Hưng đã lột tả được cái tâm tình và cái ý nghĩa đó trong cái nhạc phẩm Chiều Mưa Biên Giới. Thì trong cái này á, tôi có lại có cái ý nghĩa như thế này nè. Trong khi mà Đàm Vĩnh Hưng á, hát nhạc vàng, hát rằng là lòng trần còn mơ vương khanh tướng, tức là mơ cái mộng công hầu khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Thì một người, một ông từng là ủy viên chính trị bộ, từng là bộ trưởng bộ giao thông vận tải, từng là bí thư thành ủy của thành phố Hồ Chí Minh, tức là Sài Gòn cũ đó, đang nằm trong một cái nơi nào đó. Ông đó đó, ông không biết ông có nghe được ông Đàm Vĩnh Hưng nói không, hát không, phải không anh? Chưa chắc, nhưng có cái điều chắc chắn đó là ông Đinh La Thăng đó, bây giờ ông biết ai là người giết ông. Ông biết là ai là người giết ông, phe nào giết ông rồi. Thì ông nghe cái câu là lòng trần còn mơ vương khanh tướng, thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Thì cái câu đó chắc là nếu ông nghe được ông sẽ thấm lắm. Nhưng mà nếu ông không nghe được đó, thì tôi nghĩ rằng là ông đang nhìn về hướng đông, ông đang chờ đợi một cái gì đó, ông đang chờ đợi một cái người nào đó, ông chờ đợi một cái gì đó. Tại vì mặt trời luôn luôn nó mọc về hướng đông, phải không anh? Thì có một ngày nào sáng ra trời lại sáng và cái cánh cửa nhà tù sẽ được mở ra. Ông ấy bước ra và cái người kia bước vô, hai bên nhìn nhau, đôi mắt nghe là sẽ ngấn lệ. Thì tôi mong rằng là ông Đinh La Thăng còn đủ sức khỏe để đón nhận cái ngày trọng đại đó. Và tôi cũng chúc tất cả quý vị thân hữu và quý vị khán thính giả còn cái dịp để mà chia sẻ một cái ngày đó. Thì xin cảm ơn tất cả. Một ngày và thưa quý vị, chuyện cũ kết thúc, chuyện mới bắt đầu. Rất cảm ơn anh Hưng. Cảm ơn anh Nam. Mời quý vị theo dõi chuyện Mỹ Việt Nam tháng 3 thay người giữa dòng. Cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Cảm ơn tất cả quý vị.